Amazing. Ok. Và hello anh em, chào mừng anh em trở lại với channel của mình. Và mình là đâu đây? Ok, thì đã có người đạt được rebirth 7 rồi anh em ơi. Ok, anh em thấy gắt không đấy? Thì theo như admin bên Jojo Blog ấy, thì admin có tạo ra một cái event để có thể là cho mọi người gọi là cày cuốc và có phần thưởng hơn. Thì top 1 sẽ được là 5.000 Robux anh em ơi. Và top 2 thì chúng ta sẽ có 2.000 Robux. Và top 3 thì chúng ta sẽ có 1.000 Robux. Thì đây là phần thưởng của admin, và theo như admin thông báo thì vào ngày hôm nay thì đã có người đầu tiên đã đạt được rebirth 7 anh em ơi. Wow, amazing. Và chúng ta sẽ cùng xem thì thanh niên đấy đã cày cuốc như thế nào và đã gọi là sao ta, có những cái bí quyết gì để mà có thể là đạt được những cái thành công như thế. Thì đầu tiên thì mình có vào ở trong cái thông báo của admin có bảo là cái người đầu tiên gì mà đạt được rebirth 7 này và trở thành một cái ultimate life form đây, anh ấy là 007 với X. Và theo như hình ảnh của admin thì admin có share cái cách mà để anh ấy farm, và để cụ thể hơn thì mình đã có inbox bạn này, mình đã có inbox thanh niên này và đã nhặt được một số cái tip về cách farm cực kỳ nhanh ở trong Jojo Blog anh em ơi. Và theo thông tin của bạn này thì bạn ấy bảo là bạn ấy gọi là sao ta, rebirth hả, rebirth trong vòng từ 4 đến 5 tiếng, có nghĩa là từ level 0 đến level 600 trong vòng từ 4 đến 5 tiếng anh em ạ. Anh em thấy quá là gắt luôn, 4 đến 5 tiếng là một khoảng thời gian rất là nhanh, từ 0 tới 600 level đấy anh em ạ, rất là nhanh luôn. Và ok, và mình đã có một số tin nhắn trao đổi với bạn này về cách cũng như là cách share đồ các thứ. Thì mình có nhắn và bạn này có trả lời là từ level 1. Đầu tiên thì bạn này bảo là từ level 1 tới level 30 thì nên là farm ở desert anh em ạ. Đấy, farm quái ở desert anh em nha. Wow, gắt không? Riêng mình là mình thấy là cái này là độc đấy, quá là độc luôn. Có nghĩa là mới vào game thôi, anh em không cần gọi là nhận nhiệm vụ gì cả, anh em chạy thẳng tới desert và anh em farm luôn cái bãi quái ở đấy. Và theo thanh niên này thì có lẽ là cái bãi quái ở đây nó có nhiều kinh nghiệm hơn là những cái nhiệm vụ ở cái những bãi thấp hơn anh em ạ. Bởi vậy thì đó là lý do mà thanh niên này chọn cái desert làm cái điểm đầu tiên khi mà bắt đầu farm. Sau khi mà từ level 1 đến level 30 anh em sẽ farm ở desert xong rồi, thì từ level 30 tới level 90 thì anh em sẽ farm ở Morio hoặc là Italy. Và đây sẽ là một trong những cái quyết định mà gọi là đúng chắc, gọi là farm vượt luôn em ơi, gọi là chưa đủ level nhưng mà vẫn vẫn qua farm luôn, không cần nhận nhiệm vụ, anh em chỉ cần farm quái luôn là không cần nhận nhiệm vụ luôn em ơi, gọi là chơi trậu luôn đấy. Wow. Và theo như mình thấy thì có lẽ là thanh niên là sẽ áp dụng những cái một số cái bí quyết. Thanh niên này bảo mình là sẽ phải dùng là Magician Raid để farm anh em ạ. Và mình và với một cái gọi là cách farm vượt như thế thì chắc chắn thanh niên nó chắc chắn phải có một cái góc gì đấy để có thể là farm nó an toàn, vì như anh em biết thì quá ở cấp trên nó vã rất là đau. Và nếu anh em cấp thấp thì anh em vào thì anh em sẽ bị đánh sắp bạc lá. Bởi vậy mình nghĩ có một số cái mẹo mà mình nghĩ là thanh niên này áp dụng. Mình chưa hỏi thanh niên này về cách để mà anh em những thanh niên để farm vượt như thế nào, nhưng mà theo mình nghĩ là thứ nhất thanh niên nó sẽ đứng lên những cái tòa nhà này anh em ạ, và dùng chiêu anh em ạ, mình nghĩ là vậy. Đây, những cái tòa nhà này sẽ là một cái nơi lý tưởng để cho mà anh em nhảy lên đấy và anh em farm, rất là lý tưởng luôn. Ok, và mình sẽ dùng Kahamon nhảy qua. Trời ơi, à bên này có cái cầu thang mà việc nếu gì phải nhảy khổ dữ vậy. Đây, hễ ok. Đây sẽ là nơi mà mình nghĩ là thanh niên đấy sẽ đứng và farm anh em ạ. Đây, ở đây thì chúng ta sẽ có 1 2 3 4 này. Đấy anh em thấy không? Và nếu được thì thanh niên ấy, mình nghĩ là chắc là anh em sẽ cần phải nhảy lên qua tòa nhà bên này luôn. Rồi, qua luôn và đứng đây anh em ạ, anh em đứng đây dùng chiêu là đúng bài luôn anh em ơi. Wow, đấy, anh em không cần nhận nhiệm vụ. Cái lượng kinh nghiệm mà anh em nhận được từ những con quái này nó nhiều hơn cả nhiệm vụ luôn anh em ạ. Đấy, bởi vậy đó là lý do mà thanh niên này chọn desert là cái bãi farm đầu tiên. Còn những bãi farm tiếp theo thì thanh niên ấy có bảo là không nên dùng, vì từ level 1 tới level 30 thì không nên dùng những cái bãi mà Morio với Italy, vì thực sự là không đủ sức mạnh để có thể là farm những bãi đấy. Đấy, thì đấy là về cái cách farm, thì 30 tới level 90 thì anh em có thể farm ở Morio hoặc là Italy, và từ 90 tới 250 hoặc là các bãi sau thì thanh niên để farm giống như lúc đầu anh em ạ, gọi là farm theo gọi đủ level ấy, farm theo quest anh em ạ. Đấy, thì chỉ có cái sự khác biệt là ở cái bãi, những bãi farm đầu tiên anh em ạ, những bãi farm đầu tiên thì thanh niên này là farm vừa và không dùng, không cần dùng nhiệm vụ luôn, và dùng hẳn luôn là cái gọi là cái kinh nghiệm của quái nó cho sẵn luôn anh em ạ. Đấy,
Và thanh niên này có bảo là cách để giết được Dio và những anh em nào mà áp dụng theo cách farm của mình. Như ở clip trước thì mình có bảo với anh em rằng là anh em sẽ nâng mắt cái điểm power luôn, và anh em sẽ farm chay lính luôn. Và vì cái đây là theo cách farm của mình, về cách đấy thì những anh em nào mà muốn farm quá nhanh thì có thể dùng cách đấy, nhưng mà cách đấy nó sẽ không áp dụng cho farm boss. Bởi vậy thì thanh niên này mình nghĩ là thanh niên này nâng 1.100 điểm power. Theo như những clip trước mình có bảo với anh em là mình nâng tới 1.430 điểm power, nhưng mà thanh niên này chỉ nâng có 1.100 thôi. Vậy thì chứng tỏ là thanh niên này sẽ nâng khá là nhiều máu. Đấy, thanh niên này dùng có tầm là 300 điểm hoặc là ít hơn một chút để có thể là nâng vào máu nhiều hơn anh em ạ. Đấy, mình thì mình chơi là khô máu luôn, có nghĩa là mình nâng máu rất là ít, mình nâng gọi là full power là hầu hết. Đấy, thì đây là cách farm thanh niên này, 1.100 điểm power. Từ level 1 tới level 30 sẽ farm ở Desert, 30 tới 90 sẽ farm ở Morio hoặc là Italy. Còn những level cao hơn thì anh em có thể là áp dụng những cái quest như bình thường thôi. Đấy, đây là cách farm của người gọi là farm nhanh nhất hiện tại ở bên Jojo Blog đã đạt được rebirth 7 anh em nhé. Wow, khá là gắt luôn đúng không anh em? Ok, và có lẽ là mình share cho anh em một số cái tip của cái người gọi là người nhanh nhất, farm nhanh nhất hiện tại của Jojo Blog, và nếu anh em thấy hay thì anh em có thể áp dụng vào. Đấy, có hai cách farm cho anh em, một là full power như mình, hai là chơi kiểu vượt trội như là thanh niên farm cực kỳ nhanh đấy. Đấy, thì chúng ta sẽ có hai cách như thế. Và ok, có lẽ là mình sẽ kết thúc video tại đây thôi. Và nếu anh em thích video này nhớ cho mình một like, một subscribe anh em nhé. Anh em xin chùa hơi lâu rồi đấy. Có hơn đấy. Ok, bye bye mọi người, và chúc mọi người một ngày vui vẻ. Bye bye.